Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe XDS Zomancy 700 được trang bị Mayer bi vòng khối lổ bồ truyền thông SLX. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết từng một chiếc xe cho các bác xem. Chiếc xe không nhôm, chiếc xe là khá là mới, có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng cũng như là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Hơi hướng SLX phanh dầu. Khóa hành trình giảm xóc trên tay. Lốp 26 inch. Mayer bi vòng. Gạt đĩa ở DOG. Để áp với. Bây giờ sẽ vào đo size với cả test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ cốt là 55 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ 1m64 đến trên 1m7 đi là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Chiếc xe là trang bị lip 10 tầng, đĩa 3 tầng cho 30 tốc độ. Và chiếc xe có giá bán bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.